Trà Cung Đình Huế là một trong những danh trà nổi tiếng của xứ Huế mộng mơ. Nơi đây sản sinh ra nhiều loại trà có nguồn gốc từ Cung Đình Huế ngày xưa. Trà Cung Đình không chỉ mang lại hương vị thơm ngon của các loại thảo mộc mà còn giúp bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, xua tan mệt mỏi và những áp lực trong cuộc sống. Là loại trà gia truyền chỉ có ở Huế, được bào chế công phu theo bí quyết truyền thống dành cho vua chúa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế. Với sự kết hợp tinh túy của những thảo dược thiên nhiên thì trà Cung Đình Huế không chỉ mang lại một thức uống giải khát mà còn là một vị thuốc bổ với nhiều công dụng như là hỗ trợ điều trị huyết áp cao và yếu tim, giúp máu huyết lưu thông, bảo vệ tim khỏi các triệu chứng co thắt, tim đập nhanh, cải thiện tình trạng mất ngủ, có giúp ngủ ngon hơn, tăng sức đề kháng, giảm cholesterol, thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Uống trà thường xuyên sẽ giảm stress, làm cho đầu óc minh mẫn hơn, tốt cho người bị tiểu đường, sỏi thận, mắt yếu. Hiện tại thì công ty trà thảo dược Đức Thịnh có bán trà Cung Đình Huế tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp cửa hàng là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, hoặc gọi vào số 0904 079 719.